Vâng, cũng đây là một trong những cái câu hỏi cũng rất nhiều những bệnh nhân mà đã điều trị những cái phương pháp mà Tây hay là can thiệp tại chỗ đưa ra khi mà bệnh nhân đã được cho về ngoại trú. Thông thường thì trước khi chúng tôi cho bệnh nhân về thì cũng có giải thích và đưa ra những cái phương án có thể xảy ra hoặc là sẽ yêu cầu bệnh nhân gọi điện cho bác sĩ. Thông thường thì sau Tây thì cái sốt là một cái phản ứng mà rất là thường gặp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có những cái triệu chứng như đau tức, hạ sườn phải, mệt mỏi, buồn nôn hoặc là kém ăn. Thông thường thì trước khi can thiệp thì các bác sĩ đã giải thích và cho một số những cái thuốc dự phòng cho người bệnh. Và sau khi Tây xong thì chúng tôi có thường giữ bệnh nhân ở lại theo dõi cho đến khi ổn định thì chúng tôi mới cho bệnh nhân ra viện và theo dõi tại nhà. Thông thường thì chúng tôi, những bệnh nhân này thường là nằm viện được khoảng một tuần. Trong trường hợp của bố bạn thì đến 9 ngày mà có những cái triệu chứng chưa thuyên giảm nhiều. Thế thì chúng ta sẽ cần phải gặp lại bác sĩ để thăm khám, làm một cái số xét nghiệm máu. Ví dụ như là cũng có thể có những trường hợp bệnh nhân sau Tây có thể là hạ bạch cầu, rối loạn điện giải, hay là có những cái trường hợp là tăng men gan. Đấy là một trong những cái phản ứng phụ mà cần phải can thiệp. Chính vì thế mà trong trường hợp này bạn cần phải gọi điện cho bác sĩ và hoặc là đến bệnh viện trực tiếp. Thế còn ngoài ra thì sau khi Tây xong thì cái việc tiếp theo là điều trị như thế nào thì sẽ là một cái đánh giá của bác sĩ và hẹn quay trở lại để khám. Nếu chúng ta đạt được một cái đáp ứng một phần thì chúng ta có thể có chỉ định tiếp theo một cái liệu trình Tây tiếp theo. Còn nếu như các bác sĩ đánh giá rằng là bệnh nhân thất bại, có những xu hướng tiến triển thì sẽ cân nhắc và điều trị chuyển sang một cái liệu pháp điều trị toàn thân. Và cái trong những trường hợp, một số những cái trường hợp là Tây, tức là cái điều trị liệu pháp can thiệp tại chỗ có thể là kết hợp với điều trị toàn thân song song, trong đồng thời kết hợp trong cùng một thời điểm cho trên những cái ca bệnh cụ thể. Còn ngoài ra là khi Tây xong mà bệnh nhân đạt được những cái đáp ứng thì bệnh nhân chỉ là theo dõi đơn thuần và không có cái điều trị hỗ trợ sau nữa. Cảm ơn.